không gốc mình không có liên quan đến vấn đề đấu tố hay đấu tranh hay như thế nào trên các mạng xã hội này hết. Vũ chẳng thích va chạm vào những cái người không ra gì. Đối với anh á, cái thứ đó là cái thứ bước đi. Vũ không cần phải bận tâm. Thì chỉ vô cùng á thì họ vẫn là thứ vô giá trị thôi. Chào. Cái mình cần đấu tranh trên cái mạng xã hội này, trên không gian mạng này là bọn đang chống phá đất nước, chứ không phải là anh em bất đồng quan điểm với nhau. Còn ai chửi mình, ai làm gì mình thì mặc xác họ. Mình cứ con đường mình đi thôi. Mình càng biện minh cho mình nhiều thì mình cỡ có khác gì họ, mình sai thôi. Chào Haru. Bước vào cái con đường đấu tranh không gian mạng này, mình xác định rõ một lập trường của mình là chống lại luận điệu xuyên tạc, chống lại cái thế lực thù địch, không chống phá bất cứ người nào hết. Còn họ muốn ganh đua trong vấn đề cái mạng xã hội này là tùy họ. Vũ không bận tâm, Vũ không cần phải nói nhiều. Nếu mà bạn có đủ tư kia, bạn có đủ lý luận, có đủ kiến thức để mà đấu tranh trên không gian mạng, thì bạn phải dẫn chứng cho những cái người nghe cái cụ thể nhất trong cái vấn đề đang nhạy cảm hôm nay là tại sao Việt Nam đã rơi vào cái khủng hoảng như thế này. Chứ không phải mình lên đây để mình nói những cái thói hư tật xấu của những người đó lập bất đồng quan điểm, thì Vũ không thích điều đó. Cái rõ ràng nhất để mình nhận định ra trên không gian mạng này, có thể một số người họ chưa tiếp xúc được với vấn đề Facebook, chưa tiếp xúc được vấn đề truyền thông, thì họ lại nghe theo một cái chiều hướng nào nó tiêu cực. Thì trách nhiệm của những người phản bác luận điệu xuyên tạc phải nói cho họ hiểu nhiều hơn, để cho họ biết cái giá trị đích thực của nền hòa bình dân tộc là như thế nào. Các bạn cứ nghĩ đơn giản một điều đó, không cần phải nghĩ xa đâu, nghĩ đơn giản thôi. Người ta chửi bạn, người ta nói xấu bạn, thì họ đã rơi vào hoàn cảnh đó. Họ đã xấu, họ sợ người khác thấy cái xấu của họ, họ áp đặt vào cái người khác nữa. Đây là tự họ vạch báo cho người ta, người khác xem lưng đó. Đó là cái quy luật tự nhiên. Như các bạn đã thấy đó, trong một khoảng thời gian để bước lên không gian mạng này để đấu tranh, để làm tất cả các gì, các cái gì mình cho là đúng nhất, là dẫn chứng một cách cụ thể từ ngày 10 tháng 6 cho đến 20 bữa nay 25 tháng 6. Rồi cái phong trào bạo động nó lợi và hại cho đất nước Việt Nam là như thế nào. Còn những ai không làm được điều này, không thể phơi bày được cái chính kiến của mình về vấn đề trên không gian mạng, thì họ tự lại nhìn họ có nên tiếp tục hay là không thôi. Khi bắt đầu đi đấu tranh á, đi chiến đấu hay làm bất cứ một điều gì ở cuộc sống này để giành lại những cái gì chính nghĩa, thì Vũ tin mình không cần phải dùng cái lời lẽ, phải giữ lời giữ kẻ đối với một kẻ ngu đần, đối với kẻ đang làm tổn hại cho chính bản thân mình và đất nước. Thì cho dù đấu tranh mọi hình thức, thì tôi tin tất cả mọi người đều công nhận và ủng hộ họ. Có thể là bất đồng quan điểm cũng được, có thể là bất đồng chính kiến cũng được, nhưng mà cái cuối cùng xuất phát điểm nó là gì? Là tinh thần dân tộc, yêu đất nước,
yêu sự hòa bình, thì tại sao mình không ủng hộ họ mà lại chà đạp phải miệt thị họ? Cho dù Thái Ngọc Nhiên hay bất cứ người nào, người ta không thể kiểm soát được hành động của họ, không thể kiểm soát được lời nói, nhưng mà cái xuất phát điểm họ là đâu? Không phải là gì cái sự yêu đất nước này rồi trở nên con người nó bị tiêu cực, nó muốn làm tất cả các gì, các cái đi gì có thể để nói lên những cái bức xúc của mình đối với những người chống phá. Cái điều này tôi dám khẳng định 100%, ai cũng đều ủng hộ. Khi bạn cầm cái súng ra chiến trường đi, bạn gặp kẻ thù, cái người đang tổn hại đất nước bạn, không lẽ bạn lại xin phép để tao bắn mày à, thằng em bắn anh à? Cái điều đó có thực tế không? Một cái lập trường vững chắc và kiên định trong một cái đường lối của xã hội chủ nghĩa, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, nó mạnh mẽ như thế nào, nó tốt đẹp như thế nào, nên Việt Nam mới tồn tại 44 năm nay. Chào anh Quang Quỳnh. Nhiều khi các bạn ấu trĩ quá, các bạn chỉ nghe là một chiều hướng nào đó rồi xuyên tạc đất nước Việt Nam này. Trong cái thời kỳ đất nước Việt Nam này đang rơi vào một cái khủng hoảng, nhưng mà thí dụ một người thật sự có hiểu biết thì các bạn phải nhìn ra trong mấy ngày nay các bạn có thay đổi được gì cho đất nước Việt Nam này chứ? Bạn không thay đổi được cái gì cho đất nước Việt Nam này, mà chính bạn đang hại bạn, đang hại tất cả những người chung quanh bạn. Thiệt hại về kinh tế, thiệt hại về du lịch, rồi thiệt hại về việc làm. Cái điều này toàn dân trên thế giới không ai mà chấp nhận được hết. Chỉ có những thành phần không làm ra tiền, chỉ thích ăn không ngồi rồi, lợi dụng những cái điều này để họ có được một chút đỉnh tiền rủng rỉnh bỏ túi. Đây là cái lý tưởng của bọn ba que chống cộng. Ngoài ra không có cái lý tưởng nào ở đây hết. Muốn thay đổi một cái thể chế Việt Nam, muốn thay đổi một thể chế đất nước nào đó, thì các bạn đủ kiến thức chưa? Các bạn đủ tiềm năng chưa? Các bạn chỉ là một con rối để cho người khác điều khiển. Nhưng mà cái con rối của các bạn khiến những cái người đang sử dụng con rối đó, họ khinh thường, họ coi cảm thấy khinh bỉ những con rối đó, nó vô dụng, vô giá trị. Các bạn là con người, bạn dân vũ cụi, hồi chưa có nói chuyện với cái thằng em nào đó, nó mới 24 tuổi thôi. Nhưng mà nó tuy rằng nó cái lập luận của nó không xác đáng, nhưng mà ít ra những cái người hai thứ tóc như các bạn, những cái người đang đấu tranh mà già hai thứ tóc đó, phải nhìn nhận một cách công tâm và khách quan. Tại sao lúa trẻ nó còn nhỏ, nó chưa hiểu biết đến cuộc sống là như thế nào, nhưng mà nó vẫn yêu cái quê hương, yêu cái dân tộc nó. Còn các người từng trải qua một cuộc sống khổ có, sung sướng có, trải qua bao nhiêu thời chiến tranh, mà các bạn lại ngu ngơ trong cách nhận định những câu nói bạn hả, quá ngớ ngẩn, không đáng để người khác trân trọng. Bạn nên học hỏi lại từ đầu, giữa lớp vỡ lòng 24 chữ cái và môn về môn đạo đức. Đừng bao giờ để người khác miệt thị các bạn, khi các bạn cho là các bạn là nhà dân chủ, nhà yêu chuộng hòa bình, yêu chuộng đất nước, yêu chuộng cuộc sống của người dân. Bạn không có một lý do nào để làm điều đó hết. Cho một người nào nó mù mờ trong cách nhận định, tìm hiểu về cái lịch sử của Việt Nam, khi Bác Hồ một mình ra đi tìm đường cứu nước, rồi bao nhiêu triệu người đứng sau lưng Bác Hồ, rồi tại sao cái đất nước Việt Nam có thành tựu như ngày hôm nay, rồi Việt Nam bắt đầu từ cái đống tro tàn là như thế nào. Khi các bạn tìm hiểu được cái vấn đề về lịch sử
đến hiện đại, thì tôi tin các bạn sẽ nhận ra một điều: cái bộ máy chính trị Việt Nam không phải rỉu rả như các bạn nghĩ, mà các bạn đang bị xỏ mũi dẫn đi nơi này nơi khác, rồi bỏ các bạn vào trong rừng, các bạn không có lối ra. Đúng rồi Đoàn Văn Hồ, những cái thứ các bạn đang mang lại cho đất nước Việt Nam này theo mà cái gọi là lý tưởng cho người dân Việt Nam là cái gì? Là thiệt thòi về kinh tế, thiệt hại về kinh tế, thiệt hại về các cái mấy ngàn công nhân họ phải mất việc làm. Rồi những nhà đầu tư ở nước ngoài nhìn vào cái chính trị Việt Nam này có dám đầu để đầu tư nữa hay là không? Khi tình hình bất ổn chính trị của nước Việt Nam, chính các bạn đã gây ra điều này. Mẹ mấy cái bọn chó chúng mày. Gọi cho tụi mày dân chủ là hình như là đang cho tụi mày hơi một vị trí cao nào đó trong cái xã hội này. Nhưng mà tụi mày hầu như chưa hiểu hết các ngôn từ Việt Nam, chưa hiểu hết tất cả những gì người Việt Nam đang nói. Cái ngu dốt nhất tụi mày mà tụi mày không nhìn ra là cái những gì Việt Nam đang làm. Tụi mày cứ lên đây cho các mạng ra rã những nói hỏi những cái người phản bác luận điệu xuyên tạc về vấn đề cơ cấu chính trị Việt Nam, rồi cách làm thế nào của đất nước Việt Nam dành cho người dân lẫn nhau. Thì những câu hỏi của tụi mày á, tao thấy tụi mày đặt sai cái vấn đề, sai vị trí. Tại những người lên đây, những người chống luận điệu xuyên tạc, phản bác tất cả luận điệu của tụi mày, đây là cái người dân bảo vệ tổ quốc, người dân yêu chuộng cái hòa bình, chứ không phải liên quan đến vấn đề chính trị hay chính em gì đó hết. Mà người ta có quyền nói lại tất cả những cái điều mà họ đang tận hưởng để cho bọn mày thấy được, chứ không có cho bọn mày cơ hội ở không ngồi rồi đang lợi dụng bịp bợm người khác để kiếm tiền. Đó là điều những cái người đang live stream này nói cho tất cả mọi người hiểu. Thì chi cho cùng, cái bọn mày á chỉ là một lũ ô hợp, không hơn không kém. Mở nhỏ lại đây. Tụi mày chưa làm gì cho đất nước Việt Nam này hết. Tụi mày chưa làm, có thể là chưa hoàn tất trách nhiệm của mày đối với gia đình chúng mày nữa. Mà chúng mày cứ cầm cái biểu ngữ, cầm cái cờ lên đầu đấu tranh cho nhân dân. Cái đấu tranh cho nhân dân của mày là ở đâu? Là một nhóm nhỏ ô hợp cặn bã. Đó là cái cuộc đấu tranh của chúng mày. Chứ tất cả những cái người dân Việt Nam này, họ không cần những cái đại diện bẩn thỉu như bọn mày. Tại chúng mày mang lại cho đất nước Việt Nam này những cái lụy tàn, những cái hệ lụy, những cái gì xấu xa nhất để nước trên thế giới được nhìn ra. Cái người Việt Nam cần là sự ôn hòa, đẹp đẽ trong mắt mọi người. Chứ không cần những cái đồng tiền dơ bẩn của bọn mày làm giấy đi cái linh hồn của tổ quốc. Tụi mày ham lợi nhuận quá. Rồi đến khi tụi mày bị nhà nước chế tài thì tụi mày đổ thừa tất cả các hoàn cảnh. Tại tụi mày ngu dốt, tụi mày bị chuối biểu, tụi mày lỡ uống rượu, tụi mày lỡ uống bia. Những cái trò mỹ dân của chúng mày, có thể là nhà nước khoan hồng người ta nhân nhượng vì cái sự ngu dốt của chúng mày, nhưng mà những cái người thật sự hiểu biết thì họ dư khả năng biết được đây là cái trò ma mảnh của chúng mày để cố tình chạy tội khi đã chống phá đất nước Việt Nam này. Bao nhiêu cái lập luận của chúng mày đưa ra trong vấn đề bộ biểu tình ôn hòa, nhưng mà cái sự ôn hòa của tụi mày là đâu? Chúng mày dùng những cái ngôn từ mỹ miều đẹp đẽ của cái bọn hải ngoại, chúng mày áp đặt vào cái cục chúng mày đang dạo chơi chỗ này, nhưng mà thật ra bọn mày là cái bọn chó, chứ ôn hòa gì đấy.
mày mở cái mắt trâu của mày lên, cái đầu bò mày lên. Thí dụ bọn đất nước nào nói về tự do bên Mỹ, tụi mày chống bạo động, tụi mày bạo động. Rồi những cái cảnh sát chống bạo động này như nào, có phải như chính phủ Việt Nam không? Chịu đạn không? Gồng cái mình để chịu cho mày đánh hay là không? Hay là chúng mày phải nằm chắc ở dưới mặt đường hết, có thể bắn tụi mày bỏ. Tụi mày gây dựng lên cái phong trào, tụi mày tạo dựng lên cái vỏ bọc. Nhưng mà bên cái phong trào của tụi mày, cái vỏ bọc của tụi mày không có chứa đựng cái lý tưởng hay cái trí tuệ, mà chỉ chứa đựng những cái thứ rác rưởi. Cái thứ hai là tiền. Cái thằng chó Tân Thái đó, tụi mày thấy rồi, rơm rã, con khùng Ly Sa Phạm đó, lên làm hùng hồ, cung tay cung chân lên, làm tất cả, nói lên những cái điều mà gọi là giống như cái sự mạnh mẽ trong đấu tranh để chống lại đất nước Việt Nam này. Nhưng mà thật ra khi xảy ra mọi chuyện thì những cái thằng này nó làm cái gì? Tụi mày là tụi người ở tù ở tội, nó là tụi nó ngồi hưởng lợi, nó cũng đủ tiền, nó rủng rỉnh. Nó bỏ đồng tiền nó xài lên cái sự ngu dốt của bọn chó dân chủ cụ như chúng mày. Tụi mày vẫn là con người, tụi mày vẫn có cái bộ não. Sao tụi mày để người khác khiển tụi mày? Cái người làm cho chính bản thân chúng mày trở nên mà nó tê liệt về đầu óc, bị thối hóa về tư tưởng, không phải là những cái bọn hải ngoại, mà chính những cái tâm tư bẩn thỉu trong tâm can chúng mày chỉ biết lợi nhuận kiếm tiền. Rồi cho dù mày xảy ra bất cứ vấn đề, tụi mày cũng chắc mày cam chịu. Nhưng mà khi cam chịu rồi, chúng mày là như con chó rút đầu, nằm cúp cái đuôi đó mà năn nỉ tha cho tôi. Sao những lúc mày tụi mày hành động, tụi mày đang tấn công lại nhà nước Việt Nam, tấn công lại sự bình yên của dân tộc, thì tụi mày không nghĩ đến vấn đề tụi mày phải bị như thế này, để người ta không thể khiển hoặc không thể bắt tụi mày, để tụi mày không phải năn nỉ vào người khác. Làm con người mở cái miệng xin lỗi người khác để năn nỉ người khác thì không nên. Làm con người là phải có lý trí, phải có trí tuệ, có sự thông minh, chứ không phải là một thứ robot. Ai cầm cái đầu mót bấm rồi mình phải chạy. Cái bọn chó chúng mày có khác gì một loài cầm thú? Tụi mày không yêu đất nước Việt Nam này, không yêu thể chế cộng sản này, không yêu sự bình yên dân tộc này, thì tụi mày nên biến mẹ tụi mày đi một nơi khác mà sống. Đó là cái biện pháp tốt nhất để người ta tôn trọng chúng mày. Cứ âm thầm mà đi tìm một nơi nào lý tưởng của tụi mày. Tụi mày cho là cái đất tụi mày phải sống, tụi mày nên đó mà sống. Còn đất nước Việt Nam nghèo khổ như thế nào, tự người dân Việt Nam tự gánh vác lấy. Giúp chúng tao là cái người Việt Nam, người đang yêu chuộng hòa bình, đang sống ở một cái chế độ của đất nước của tao, thì chúng mày không có quyền áp đặt vào những cái đất nước khác, vào đất nước Việt Nam này. Tụi mày quá ích kỷ. Một gia đình của họ thì mày không bao giờ áp dụng cái biện pháp gia đình của họ vào cái gia đình của mình được. Cái đồ bẩn à. Mỗi đất nước có một cái riêng biệt, cái hay của nó và cái dở của nó. Cái đất nước Việt Nam có thể nó dở về mặt khác, không phải là hoàn chỉnh, không phải là hoàn toàn, mà tốt hết, vẫn có cái bất cập. Nhưng mà người dân Việt Nam chấp nhận cùng nhau gây dựng để thanh lọc những cái gì xấu nhất, để Việt Nam còn phải ngước mặt lên nhìn thấy, nhìn trên thế giới. Còn cái bọn chó chúng mày, cái chuyện cái mọi nhỏ xíu thì chúng mày môi lên, chúng mày tạo ra một cái tiếng vang, giống như dự án đặc khu 99 năm. Thì thật ra cái điều này là cái dự án, là tụi mày lấy cái cớ này, tụi mày lại tung hô, tụi mày làm quậy phá lên để cho đất nước này bất ổn, để cho những người trên thế giới nhìn vào đất nước Việt Nam này không có còn là đất nước hạnh phúc như xưa nữa. Đây là cái lý tưởng của bọn mày hay là sao hả, lũ chó? Tại sao tất cả các nước trên thế giới đều nhìn nhận Việt Nam mà một cặp mắt là ngưỡng mộ, mà chính bọn mày là cái người Việt Nam, là chúng mày chà đạp lên cái tổ quốc chúng mày?
một cái lý tưởng, một cái tư duy sống tụi mày không có nữa, thì tụi mày lấy đâu mà tụi mày đòi thay đổi cái thể chế, thay đổi tất cả những cái điều mà chính phủ Việt Nam đang có. Một cái hàng ngũ để đòi thay đổi thể chế, khi bắt đầu nó đã bỏ cái quần, nó chạy khỏi đất nước Việt Nam này. Nếu mà thật sự nó yêu đất nước Việt Nam này, những cái lính Việt Nam Cộng Hòa thật sự yêu cái đất nước Việt Nam này, muốn bảo vệ người dân miền Nam Việt Nam này, nó có bỏ chạy không? Nó có ký hiệp định năm 73 mà đầu tư, đầu hàng vô điều kiện với Cộng sản hay là không? Bọn chó chúng mày cho dù có dốt nát đi chăng nữa, tụi mày phải nên tìm một cái kinh truyền thông nào chính thống của nhà nước Việt Nam để tụi mày tìm hiểu được cái đất nước Việt Nam nó như thế nào. Đừng bao giờ lên YouTube gõ vào những cái trang phản động rồi tụi mày chỉ ra con người tụi mày lệch lạc trong cách nhận định và suy nghĩ, rồi tụi mày cho là đất nước Việt Nam này đang ngược đãi chúng mày. Trước khi nhìn người khác sai, tụi mày tốt chưa? Tụi mày không làm, lấy gì có tiền tụi mày ăn, rồi tụi mày cho nhà nước Việt Nam áp đặt tụi mày. Cái thời gian tụi mày lên chửi nhà nước Việt Nam này, mày chửi anh em yêu nước, thì tụi mày có lấy cái tivi ra mày ngồi mày nhìn, mà nhận xét, hoặc là mày vô những cái điều gì đó tốt đẹp của Việt Nam mày coi đi. Việt Nam xóa bỏ bao nhiêu khu nhà ảo chuột, rồi nâng cấp bao nhiêu cơ sở hạ tầng, rồi bao nhiêu thành phố mọc lên, rồi bao nhiêu công nhân đi làm việc, rồi bao nhiêu nước đầu tư vào Việt Nam. Những cái điều này tụi mày đối với tụi mày là vô bổ à. Tụi mày chỉ có 300-400 ngàn là tụi mày có thể là coi những cái thành tựu của người Việt Nam là đáng hủy bỏ hay là sao? Cái người Việt Nam đó, nó không phải như người nước ngoài. Cho dù tụi mày làm như thế nào, nhưng mà ta vẫn dùng cái biện pháp ôn hòa nhất. Người ta dùng cái biện pháp nào mà gọi là nó có cái tính chất nhân văn nó nhiều, ta mới tha cho bọn chó chúng mày. Chứ bây giờ tụi mày đi, một nhóm nhỏ tụi mày đang cầm cờ biểu ngữ đội chống lại nhà nước Việt Nam mà đi, còn những người thật sự yêu nước, đất nước Việt Nam này sẽ thành lập một cái đội chống ngược lại tụi mày. Tụi mày nghĩ tụi mày còn đất sống hay là không? Tụi mày cứ nghĩ là cái người dân Việt Nam này chấp nhận đứng khoanh tay đứng nhìn là tụi mày nói cho tụi mày có cái quyền tụi mày thay đổi được hay là sao? Người ta coi như chúng mày như là cái thứ bỏ đi. Tại vì người ta biết chứ chúng mày chẳng được cái gì ở đây hết, mà cái được chúng mày là ở tù. Cái nơi chúng mày đến là cái địa ngục. Thì người dân Việt Nam không dạy gì dính như bọn chó chúng mày. Nhưng mà đến một lúc nào đó người Việt Nam thấy được cái sự nguy hiểm đang tổn hại đất nước Việt Nam này, chính người dân Việt Nam sẽ bóp cổ chúng mày không còn một mạng. Mẹ mày các bọn dân chú cụi, tụi mày đừng có ngộ nhận. Tụi mày cứ ngộ nhận là cái chuyện tụi mày thay đổi đồ lật đổ này kia cái nọ là nhà nước với quản lý người dân không có. Tụi mày sai rồi. Cái người dân mới là chủ đất nước nè, chứ không phải là chính quyền đâu. Hiểu chưa cái bọn cặn bã? Tụi mày cho tụi mày dân chủ cụ, tụi mày đấu tranh cho cái lý tưởng của chúng mày. Chúng mày cho cái lý tưởng của chúng mày đi. Rồi chúng mày mở cái diễn đàn lên. Mấy thằng dân chủ cụ chúng mày trong nước đó, những cái thằng mà mấy em rài nó ra rải trên mạng đó, đây chống biểu tình hay chống bạo động gì đó, cứ làm là cái kênh truyền thông riêng của chúng mày để coi người Việt Nam đối xử với chúng mày như thế nào. Chứ đừng bao giờ lợi dụng, đừng bao giờ tận dụng cái sự mà nhân nhận của chính phủ Việt Nam với người dân Việt Nam mà chúng mày có thể làm những cái điều mà chính bản thân của chúng mày á. Đồ cái bọn bẩn thỉu.
với cái bọn chó này á, tôi xin lỗi, tại vì tôi mất kiểm soát thôi. Nhưng mà cái bọn mà dòi bọ đang cố tình chống phá đất nước này cũng đỉ mẹ tụi mày lại. Nhiều khi chung tư tán nó nhỏ, nó mình cũng đúng. Anh bớt dằn cái cơn anh lại, nóng quá. Nhưng mà thực ra mỗi người có một quan điểm, một cái người đó nó không thể mất, nó không thể mà hình dung được tại sao mình phải như vậy. Bình thường tôi cũng chẳng bao giờ tôi làm những gì tổn hại ai hết. Nhưng mà đối với bọn chó này hình như tôi không phải là tôi chứ các bạn thì không này nữa. Bộ ông Quy gửi yêu cầu đi, chứ Vũ không có biết mời đâu. Những cái người dốt nát như cái bọn tao đây chưa hiểu quá nhiều về vấn đề vi tính mà chúng ta còn hiểu được cái giá trị làm người như thế nào. Còn cái bọn thạc sĩ, tiến sĩ, cái bọn chó chúng mày tự phong, tự sắc cho chúng mày lại ngu như con bò, con trâu. Bộ ông Quy mà gửi yêu cầu đi.